Ngày xưa, có một thư sinh nghèo, học hành rất giỏi, hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Chàng rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, tấn tới lạ thường. Thầy dạy cùng bạn bè đều mến phục. Thông thuộc hết kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rất hay. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận và kẻ sĩ muốn vượt thang mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chàng thư sinh nghèo quá, không làm được việc bố thí mới nghĩ đến cách làm điều thiện. Một hôm, trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thấy một lũ trẻ chăn trâu đang reo hò kéo một con chạch lớn, bàn tính với nhau làm thịt nướng ăn. Thấy bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa lệ, thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Bỏ ra đồng tiền dành dụm được bấy lâu để mua lại con chạch của lũ trẻ. Xong rồi, chàng đưa con vật đến bờ sông cái để phóng sinh sau khi nhắn nhủ nó rằng: "Chạch ơi, người ta thường bảo cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ta cứu sống cho mày hôm nay, mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn, phù hộ cho ta làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang." Sau khi thả con chạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ rồi vác lều chõng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ là với tài học xuất chúng như chàng, ắt thế nào cũng được ghi tên bảng vàng. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả ba trường. Không nản chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiếng để dùi mài kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau, chàng cũng hỏng luôn ở cả ba trường như kỳ đầu. Tuổi hổ chán nản, chàng tìm đường trở về làng. Đến ngày bến đò con sông cái năm xưa, chàng đã phóng sinh cho con chạch. Thư sinh không khỏi ngạc nhiên, thấy hai bên bờ có nhiều điếm quân canh gác cẩn mật. Hỏi ra mới biết là ở quãng sông này có một con chạch rất lớn, hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Thư sinh nghe nói thế, đâm ra nghi hoặc, tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con chạch chàng đã cứu nạn năm nào. Như vậy, hai kỳ thi vừa rồi chàng bị trượt cũng là hậu quả của việc chàng làm, ngỡ là lành, hóa gây ra hung dữ. Những hành động quái ác của con chạch yêu tinh đã vang lên tới tận thiên đình, thư sinh phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ trên kia, thư sinh nài nỉ với người lính canh để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quá giang đông đã, rồi toán quân cầm sẵn giáo triều theo hộ tống. Bấy giờ sang ngang mới có thể chống trả lại, khỏi làm mồi cho con quái vật. Thư sinh yêu cầu ra đi một mình, rủi ro xin chịu lấy, viện cớ là có việc gấp, không thể chờ đợi được. Rồi năn nỉ mãi, người lính mới cho xuống thuyền. Ra đến giữa sông, chiếc thuyền bỗng nhiên tròng trành đầu lái như muốn lật. Từ mặt nước, con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn, chực nuốt người. Chàng thư sinh vội lớn tiếng bảo nó: "Mày không nhớ tao hay sao? Có phải mày là con chạch đã được tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu đổ trước, rồi mày lại đội lốt để mày làm hại người ta không?" Mãng xà đáp: "Đúng đấy, nhưng tao phải ăn thịt mày." Thư sinh liền nói: "Hãy nghe đây đã. Mấy năm trước, sở dĩ cứu sống cho mày ở khúc sông này, tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biết ơn của loài vật. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Bây giờ mày trả ơn tao như thế phải không?" Bản xà cãi: "Lầm rồi, phải hiểu là cứu vật, vật trả oán mới đúng. Thôi đừng chữ, đừng nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi." Thư sinh nói: "Khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý, phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo mày có lý, thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần ba lần hỏi thôi, bất cứ gặp người hay loài vật,
ba kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây là ba kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý. Mãng xà nhận lời, trồi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm ba người phân xử. Kẻ thứ nhất họ gặp là một con trâu già yếu đang gặm cỏ bên bờ ao. Chàng thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi xem ý kiến của con trâu thế nào về câu phương ngôn cứu Phật, Phật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Con trâu phần sợ rắn, phần xấu bụng, muốn trả thù những sự hành hạ của người ta đối xử với nó bấy lâu, mới trả lời rằng câu phương ngôn ấy sai, ý nghĩa trái ngược lại mới đúng, vì loài vật ngu ngốc không biết phân biệt điều thiện với điều ác. Loài vật không có trí khôn như người ta mà chỉ nghe theo thú tính. Nghe nói thế, mãng xà chồm lên toàn ăn thịt thư sinh. Chàng bèn nhắc lại điều kiện đã giao kết, rồi cả hai lại tiếp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp một con cá gáy to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi do ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu. Thư sinh bắt đầu lo ngại, cùng mãng xà lại ra đi. Kẻ thứ ba mà cuối cùng họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thế Tôn ở trên trời, nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh với con mãng xà bạc ác, cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liền hóa ra một ông lão để gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh chấp giữa đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà, dùng phép thần thông gọi trâu cùng cá gáy đến đủ mặt, rồi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão lại trở lại nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngỏ lời bên vực cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của mãng xà, cùng sự xấu bụng của trâu và cá gáy. Rồi để trừng phạt cả ba con, Phật bắt mãng xà hóa ra cái chuông, trâu hóa thành cái trống, cá gáy hóa thành mỏ. Vì thế từ đó, giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịt bằng da trâu và mỏ làm theo hình cá gáy. Để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật hiền lành, bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. Câu chuyện bán thịt tự thân mua lễ Phật. Cách đây rất lâu về trước, có một người tên là Thường Đề, tu hành rất tinh chuyên, đạo cao đức trọng nên được mọi người xưng là Thường Đề Bồ Tát. Lúc mới xuất gia, Thường Đề Bồ Tát muốn tìm minh sư nên không ngại lặn lội đường xa cực khổ, không sợ nguy hiểm đường trường. Tinh thần cầu pháp của ông là chưa đạt được mục đích thì chưa ngừng nghỉ. Nhưng đi khắp các danh sơn trong thiên hạ rồi mà chưa tìm ra được một vị thiện tri thức lý tưởng. Có một hôm, ông ngồi dưới bóng mát một gốc cây để nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một người từ trong không trung bước xuống nói với ông rằng: "Hỡi vị cầu đạo kia, tinh thần cầu pháp nhiệt tình và tâm nhẫn nại, mọi lao khổ của ông khiến cho mọi người phải khâm phục. Nay tôi đến nói cho ông biết rằng, nhằm hướng đông mà đi thì ông sẽ gặp được pháp yếu vô thượng, đắc được trí huệ quý giá nhất." Nghe thế, Thường Đề hấp tấp hỏi: "Đại đức, xin ngài cho tôi biết, nhằm hướng đông mà đi thì phải đi tới chỗ nào mới gặp được vị thiện tri thức cho tôi lại làm thầy?" Vị hóa nhân trả lời: "Cách đây xa, thật là xa, có một chỗ tên gọi là Chúng Hương Thành. Ông đến đó tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin học chỗ tối cao trong Phật Pháp. Chúng Hương Thành là một vườn hoa tuyệt đẹp và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị chuyên môn nghiên cứu về Bát Nhã. Đó chính là người thầy lý tưởng mà ông mong cầu." Nghe thế rồi, Thường Đề mừng rỡ vô hạn, lập tức thu thập mấy thứ đang mang theo mình mà nhắm hướng đông đi như bay. Nỗi vui mừng đã khiến ông quên hết mọi cực nhọc gian. Ngày xưa,
có một thư sinh nghèo, học hành rất giỏi, hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Chàng rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, tấn tới lạ thường. Thầy dạy cùng bạn bè đều mến phục. Thông thuộc hết kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rất hay. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận và kẻ sĩ muốn vượt thăng mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chàng thư sinh nghèo quá, không làm được việc bố thí mới nghĩ đến cách làm điều thiện. Một hôm, trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thấy một lũ trẻ chăn trâu đang reo hò kéo một con chạch lớn, bàn tính với nhau làm thịt nướng ăn. Thấy bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa lệ, thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Bỏ ra đồng tiền dành dụm được bấy lâu để mua lại con chạch của lũ trẻ. Xong rồi, chàng đưa con vật đến bờ sông cái để phóng sinh, sau khi nhắn nhủ nó rằng: "Chạch ơi, người ta thường bảo, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ta cứu sống cho mày hôm nay, mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn, phù hộ cho ta làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang." Sau khi thả con chạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ rồi vác lều chõng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ là với tài học xuất chúng như chàng, ắt thế nào cũng được ghi tên bảng vàng. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả ba trường. Không nản chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiếng để dùi mài kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau, chàng cũng hỏng luôn ở cả ba trường như kỳ đầu. Tuổi hổ, chán nản, chàng tìm đường trở về làng. Đến ngày bến đò con sông cái năm xưa, chàng đã phóng sinh cho con chạch. Thư sinh không khỏi ngạc nhiên, thấy hai bên bờ có nhiều điếm quân canh gác cẩn mật. Hỏi ra mới biết là ở quãng sông này có một con chạch rất lớn, hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Thư sinh nghe nói thế, đâm ra nghi hoặc, tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con chạch chàng đã cứu nạn năm nào. Như vậy, hai kỳ thi vừa rồi chàng bị trượt cũng là hậu quả của việc chàng làm, ngỡ là lành, hóa gây ra hung dữ. Những hành động quái ác của con chạch yêu tinh đã vang lên tới tận thiên đình, thư sinh phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ trên kia, thư sinh nài nỉ với người lính canh để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quá giang đông đã, rồi toán quân cầm sẵn giáo triều theo hộ tống. Bấy giờ sang ngang mới có thể chống trả lại, khỏi làm mồi cho con quái vật. Thư sinh yêu cầu ra đi một mình, rủi ro xin chịu lấy, viện cớ là có việc gấp, không thể chờ đợi được, rồi năn nỉ mãi, người lính mới cho xuống thuyền. Ra đến giữa sông, chiếc thuyền bỗng nhiên tròng trành đầu lái như muốn lật. Từ mặt nước, con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn, chực nuốt người. Chàng thư sinh vội lớn tiếng bảo nó: "Mày không nhớ tao hay sao? Có phải mày là con chạch đã được tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu đổ trước? Rồi mày lại đội lốt để mày làm hại người ta không?" Mãng xà đáp: "Đúng đấy, nhưng tao phải ăn thịt mày." Thư sinh liền nói: "Hãy nghe đây đã, mấy năm trước, sở dĩ cứu sống cho mày ở khúc sông này, tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biết ơn của loài vật, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Bây giờ mày trả ơn tao như thế phải không?" Mãng xà cãi: "Lầm rồi, phải hiểu là cứu vật vật trả oán mới đúng. Thôi đừng chữ đừng nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi." Thư sinh nói: "Khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý, phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo mày có lý thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần ba lần hỏi thôi, bất cứ gặp người hay loài vật, ba kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây,
là ba kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý. Mãng xà nhận lời, trồi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm ba người phân xử. Kẻ thứ nhất họ gặp là một con trâu già yếu đang gặm cỏ bên bờ ao. Chàng thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi xem ý kiến của con trâu thế nào về câu phương ngôn cứu Phật, Phật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Con trâu phần sợ rắn, phần xấu bụng, muốn trả thù những sự hành hạ của người ta đối xử với nó bấy lâu, mới trả lời rằng câu phương ngôn ấy sai, ý nghĩa trái ngược lại mới đúng, vì loài vật ngu ngốc không biết phân biệt điều thiện với điều ác. Loài vật không có trí khôn như người ta mà chỉ nghe theo thú tính. Nghe nói thế, mãng xà chồm lên toàn ăn thịt thư sinh. Chàng bèn nhắc lại điều kiện đã giao kết, rồi cả hai lại tiếp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp một con cá gáy to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi do ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu. Thư sinh bắt đầu lo ngại, cùng mãng xà lại ra đi. Kẻ thứ ba mà cuối cùng họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thế Tôn ở trên trời, nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh với con mãng xà bạc ác, cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liền hóa ra một ông lão để gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh chấp giữa đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà, dùng phép thần thông gọi trâu cùng cá gáy đến đủ mặt, rồi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão lại trở lại nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngỏ lời bên vực cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của mãng xà, cùng sự xấu bụng của trâu và cá gáy. Rồi để trừng phạt cả ba con, Phật bắt mãng xà hóa ra cái chuông, trâu hóa thành cái trống, cá gáy hóa thành mỏ. Vì thế từ đó, giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịt bằng da trâu và mỏ làm theo hình cá gáy. Để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật hiền lành, bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. Câu chuyện bán thịt tự thân mua lễ Phật. Cách đây rất lâu về trước, có một người tên là Thường Đề, tu hành rất tinh chuyên, đạo cao đức trọng nên được mọi người xưng là Thường Đề Bồ Tát. Lúc mới xuất gia, Thường Đề Bồ Tát muốn tìm minh sư nên không ngại lặn lội đường xa cực khổ, không sợ nguy hiểm đường trường. Tinh thần cầu pháp của ông là chưa đạt được mục đích thì chưa ngừng nghỉ. Nhưng đi khắp các danh sơn trong thiên hạ rồi mà chưa tìm ra được một vị thiện tri thức lý tưởng. Có một hôm, ông ngồi dưới bóng mát một gốc cây để nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một người từ trong không trung bước xuống nói với ông rằng: "Hỡi vị cầu đạo kia, tinh thần cầu pháp nhiệt tình và tâm nhẫn nại, mọi lao khổ của ông khiến cho mọi người phải khâm phục. Nay tôi đến nói cho ông biết rằng, nhằm hướng đông mà đi thì ông sẽ gặp được pháp yếu vô thượng, đắc được trí huệ quý giá nhất." Nghe thế, Thường Đề hấp tấp hỏi: "Đại đức, xin ngài cho tôi biết, nhằm hướng đông mà đi thì phải đi tới chỗ nào mới gặp được vị thiện tri thức cho tôi lại làm thầy?" Vị hóa nhân trả lời: "Cách đây xa, thật là xa, có một chỗ tên gọi là Chúng Hương Thành. Ông đến đó tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin học chỗ tối cao trong Phật Pháp. Chúng Hương Thành là một vườn hoa tuyệt đẹp và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị chuyên môn nghiên cứu về Bát Nhã. Đó chính là người thầy lý tưởng mà ông mong cầu." Nghe thế rồi, Thường Đề mừng rỡ vô hạn, lập tức thu thập mấy thứ đang mang theo mình mà nhắm hướng đông đi như bay. Nỗi vui mừng đã khiến ông quên hết mọi cực nhọc, gian khổ dặm trường. Thường Đề đêm ngày đi không ngừng nghỉ,
Chỉ hận là sao mình không mọc đôi cánh để bay một mạch tới nước chúng hương. Đến một thị trấn nọ, ông chợt nghĩ đến một chuyện. Khi đến gặp danh sư bái tổ thì phải mang theo lễ vật nào đó cúng dường. Nhưng đem cái gì được đây? Ngoài tấm áo thầy tu rách rưới trên thân, ông không hề có một vật gì khác. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách, nghĩ rằng những bắp thịt rắn chắc của ông là một món hàng có thể bán được. Vì thế, ông bèn viết trên một tấm bảng, dán trên mình tìm người mua thịt. Nhưng ai lại muốn mua thịt người bao giờ? Một buổi sáng đã qua mà vẫn chưa ai tới mua thịt của ông. Mọi người chỉ nhìn ông bằng cặp mắt kỳ dị, nhưng không ai dám tiến lại gần. Lòng cầu đạo của ông đã làm cho trời đất phải cảm động, nên thiên đế thích muốn thử đạo tâm của thường đề, bèn biến thành một ông già đến gần và nói: "Ôi ông bạn ơi, sao ông lại muốn bán thịt người vậy? Mạng sống là một vật báu vô giá và thân thể là chỗ y cứ của mạng sống, sao lại đem mạng sống quý giá ấy hủy đi mất? Tôi số phận hẩm hiu phước mỏng, không có tài sản." Thường đề nước mắt nhòe nhoẹt trả lời: "Bây giờ tôi muốn đến thành chúng hương cầu pháp, muốn lạy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm thầy, nhưng tôi không có tiền mua lễ vật cúng dường, vì vậy nên đứng đây bán thịt người, nhưng chẳng ai muốn mua cho tôi." Nghe thường đệ nói thế, ông lão thương hại nói rằng: "Thôi được, thế thì tôi mua cho ông một cân thịt người, nhưng ông không sợ đau hay sao?" "Cảm ơn ông lão, cảm ơn ông đã giúp cho tôi mãn nguyện, đã giúp cho tôi giải quyết được khốn khó. Khỏi cần nói đến giá tiền, ông cho bao nhiêu cũng được cả." Nói xong, thường đề bèn đem con dao sắt cắn răng chịu đau cắt bắp thịt trên cánh tay. Ngay lúc ấy, giữa đám người đứng nhìn, có một thanh niên trẻ tuổi chạy lại hỏi thường đề: "Hỡi vị tu đạo kia, ông chịu đau đớn khổ sở như thế chỉ để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin hỏi ông rằng ông làm thế có lợi ích gì?" "À, cậu không biết chứ, công đức của việc này vô lượng vô biên. Cậu nghĩ xem, Cực Lạc thế giới là một khu vườn phi diệu, Đức Phật đã kêu gọi chúng ta một cách chân tình như thế, không lẽ cậu không tha thiết muốn về đó hay sao?" Anh chàng thanh niên cảm động trước lời nói khẩn thiết, nhiệt tình của thường đề nên khẳng khái nói: "Ngài thật là khả kính, tiền tài mà ngài cần dùng tôi có thể dâng tặng cho ngài. Nhưng tôi chỉ xin ngài một điều là hãy cho phép tôi đi theo để cùng cầu pháp bảo." "Tốt lắm, tốt lắm," thường đề trả lời ngay. Lúc ấy, hóa nhân của trời đế thích nói: "Thường đề, không phải ta thích gì thịt của ông, ta chỉ muốn thử đạo tâm của ông đấy thôi. Ta không phải là ai xa lạ, mà chính là trời đế thích. Sau này, ta quyết sẽ ủng hộ pháp của ông." Lão già nói xong, dùng cánh tay áo phất nhẹ lên vết thương của thường đề rồi biến mất. Vết thương bèn lành lặn lại như cũ. Thường đề lại tạ trời đế thích, rồi cùng anh chàng thanh niên chuẩn bị một vài lễ vật cúng dường xong. Cả hai cùng nhắm hướng chúng hương thành mà thẳng tiến. Tới chúng hương thành, nhờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dìu dắt khai đạo, lại nhờ thường đề tu hành rất tinh tiến, nên sau 7 năm, thường đề giác ngộ được đạo pháp vi diệu, chứng được trí huệ bát nhã và vĩnh viễn giải thoát được sinh tử. Từ đó, người ta gọi ông là Bồ Tát Thường Đề. Người có chí thì làm gì cũng thành. Câu này áp dụng ở đây rất đúng. Chỉ cần chịu nhọc, cố gắng thực hiện, thì việc gì dẫu khó khăn tới đâu cũng có ngày thành công. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con, không ngờ bị bệnh nơi đất khách.
Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn. Cứt đái bẩn thỉu hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng chẳng kể ngày đêm gì, đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi: mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó, cô có biết không? Cô ta nói biết, những người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân xương phù tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta, quét dọn căn phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường, phía dưới đặt một cái thùng có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy vô thượng nói điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chú xuống được, đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Khổ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương địa khổ được vui. Lúc đó khổ kiết cô nói một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu, niệm khoảng hơn nửa giờ, khổ kiết cô bỗng nhiên lộ nét cười kêu một tiếng: sư phụ, bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của khổ kiết cô nói cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng đúng, quan gia nên mở không nên buộc, các người cũng phải niệm A Di Đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ đã kêu khổ kiết cô nói bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A Di Đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, khổ kiết cô lại nói sư phụ, bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng cầm cờ trắng muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại hướng lên hư không mỉm cười an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ vô thượng lại nói lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào, thật là một tướng lành. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là quan nghiệp, làm chướng ngại, nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn Tịnh Độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mù, dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, nghe nhiều năm, không nệ gian chân dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra. Nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Chuyện thứ 70.
Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: "Tôi đến là để đáp tạ ơn Phật. Đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A Di Đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn." Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói: "10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua hai bộ sách Phật, một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rệp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rệp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Đại sư Ấn Quang nói: "Hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái, không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt, thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rệp. Thật không biết phải làm thế nào." Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rệp nói rằng: "Này rệp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rệp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rệp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần, kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên, tôi cũng không hiểu ra sao." Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: "Tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua, nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm, kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường." Trương Xuyên Giả lại nói: "Phật A Di Đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công,
Bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo, ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A-di-đà Phật. Rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn một trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất, bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ly kỳ chuyện chó mực thành tinh báo ân. Ông Vương là ông già quái dị có tiếng ở trong làng Bạch Mục. Ông là người cô độc, lầm lì ít nói, người trong làng cơ bản đều không muốn qua lại với ông. Nhưng có một vài người có tuổi biết được quá khứ của ông. Ông trước đây vốn không phải như vậy. Họ cũng thầm đồng cảm với ông Vương, biết ông phải sống cuộc sống như vậy vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Ông Vương vốn mồ côi từ nhỏ, lập gia đình muộn, khoảng năm 36-37 tuổi mới cưới được vợ. Bà sinh hạ cho ông một đứa con trai mập mạp kháu khỉnh. Đáng tiếc, chưa được 2 năm thì vợ ông đã mắc bệnh nặng qua đời. Ông cũng không tái hôn, một mình sống cảnh gà trống nuôi con, chăm sóc cậu con trai là Vương Đại Ngưu khôn lớn. Vương Đại Ngưu cũng khá giỏi giang, thi đậu trường đại học có tiếng nhất tỉnh, trở thành sinh viên duy nhất từ trước đến nay của làng Bạch Mục. Chuyện này cũng khiến ông Vương nở mày nở mặt một thời gian dài, bất kể đi đến đâu, ông cũng đều vui cười hớn hở. Nhưng đời có sóng gió không đoán trước được. Mùa hè năm đó, Vương Đại Ngưu nghỉ hè trở về nhà thì bị chết đuối dưới sông. Khi ông Vương cùng dân làng khác nghe tin, vội vàng chạy đến hiện trường, con trai ông đã tắt thở từ lâu. Lúc đó, mọi người nhìn thấy một con chó mực bên cạnh Đại Ngưu. Họ cho rằng con chó này chắc rơi xuống sông, Đại Ngưu muốn cứu nó mà cuối cùng chết đuối. Ông Vương đau đớn tưởng như chết ngất, bà con trong làng giúp ông chôn cất cậu con trai, sau đó đem chú chó đen đến nhà ông. Từ đó về sau, người dân trong làng phát hiện ông Vương tính tình trở nên khác hẳn, rất ít khi ra ngoài. Đôi lúc ra ngoài cũng không chào hỏi mọi người, chỉ chuyên chú dắt con chó mực đi dạo. Mọi người thỉnh thoảng nghe thấy ông gọi con chó mực đó một tiếng, lại cũng gọi nó là Đại Ngưu. Nhìn bộ dạng thần sắc hiền từ của ông khi gọi con chó, như thể đã xem con chó này giống như con trai mình. Điều này khiến cho những ai biết rõ nội tình, nghe thấy đều không khỏi chua xót. Vài người phụ nữ trong làng cũng từng bàn tính muốn kiếm một người bạn đời thích hợp cho ông, nhưng ông Vương trước sau vẫn không đếm xỉa đến. Thời gian thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, ông Vương lúc này cũng đã hơn 70 tuổi. Thân thể tuy vẫn được xem là cường tráng, nhưng đôi chân lại đã có chút bất tiện, lưng cũng đã còng hơn trước và càng ít khi đi ra khỏi nhà hơn. Thím Lý sống ở đối diện nhà ông Vương lúc này lại phát hiện một chuyện kỳ lạ. Con chó đen của ông Vương cứ cho là khi mới lượm về chưa được một tuổi, đến bây giờ cũng đã 15-16 năm rồi. Dựa theo tuổi thọ của loài chó, đến giờ hẳn cũng đã như ngọn đèn sắp tắt, giống như ông Vương vậy. Nhưng hôm ấy, khi thím tưới rau sau vườn, vừa khéo bắt gặp một con chó màu đen, miệng ngậm vật gì đó, xông thẳng vào cửa sân nhà ông Vương, giống như cơn gió, đồng thời chân sau nhếch lên một cái, đã đóng chặt cửa lại. Toàn bộ động tác hết sức trôi chảy, làm liền một mạch. Chuyện này vốn cũng không khiến thím Lý thấy kinh ngạc gì cả. Bởi suy cho cùng, mấy năm nay thím ấy cũng đã bắt gặp mấy lần rồi. Con chó này kể ra cũng có chút linh tính, khôn ngoan hơn so với con chó nhà mình rất nhiều. Điều khiến thím ấy bất ngờ là bộ dạng hiện tại của con chó này, nó có bộ lông khắp mình bóng bẩy đen mượt, thân thể khỏe mạnh linh hoạt, thậm chí hình dáng còn to lớn hơn mấy năm trước. Nào có vẻ tinh thần sa sút, đờ đẫn chậm chạp như một con chó già. Thím Lý càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ, lẽ nào con chó này đã thành tinh rồi chăng?
Thím ấy vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được phần hiếu kỳ trong tâm. Trong lúc làm nông ngoài ruộng, bèn đem những gì mà mình tận mắt chứng kiến nói lại với mấy người phụ nữ cùng làng. Từ đó, mọi người cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về điều quái dị này. Lúc chập tối, mấy đứa trẻ chơi bời liêu lỏng, nghe kể chuyện này, đã tìm đến trước cửa, nhìn thấy sân nhà ông Phương đóng cửa cài then. Cả bọn khích lệ nhau một hồi, liền đập cửa liên hồi, khoảng 2-3 phút, cửa chợt mở ra. Chỉ thấy ông Vương đằng đằng sát khí xông ra, trên tay cầm một chiếc đòn gánh, không nói không rằng, thấy người liền đánh. Lũ trẻ sợ hãi, mau chóng tản ra bốn phía, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Mấy đứa trẻ quay đầu lại, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Mới nãy họ đập mạnh cánh cửa liên hồi như vậy, ấy vậy mà một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Đây là một điểm kỳ quái. Kế nữa là biểu hiện của ông Vương cũng có phần quá khích. Nếu không phải bị ma ám, cho người ta xem thử một chút có sao đâu, cớ gì phải phản ứng mạnh đến như vậy. Mấy đứa trẻ này cùng nhau bàn tính một chập, quyết định đợi đến nửa đêm khi ông Vương ngủ say sẽ đến tiếp nữa. Lần này nhất quyết làm cho rõ ngọn nguồn. Buổi tối 12 giờ đêm, mấy đứa trẻ rón rén đứng trước cổng nhà ông Vương, thấy trong nhà đèn vẫn sáng. Khuya vậy rồi, ông lão này sao vẫn chưa ngủ nữa? Mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, hai người chắc khỏe, đứng tựa vào bức tường làm cái thang người, còn hai người khác gầy hơn một chút thì đạp lên trên vai của họ, leo lên tường, cùng nhìn về phía gian phòng vẫn sáng. Họ thấy ông Vương lúc này vẫn đang xem tivi ở nhà khách. Con chó mực đó đứng bên cạnh ông. Ngó kỹ một chút, bộ lông của nó thật sự mượt mà bóng loáng, đầu óc lanh lợi, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một con chó già đã mười mấy tuổi. Tiếp sau đó, hai đứa trẻ này đã nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không thể nào quên. Họ thấy ông Vương từ từ đứng dậy, con chó đen nhìn người chủ, rồi cũng bất chợt đứng dậy, tha một tấm chăn mỏng đắp lên người ông lão. Đồng thời đi đến trước tivi tắt nguồn điện, lại còn rút đầu cắm ra. Một con chó có tố chất trải qua huấn luyện hoàn toàn có thể làm được những việc này, không có gì ngạc nhiên. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là nó đi đứng bằng hai chân, dùng tư thế con người để hoàn thành tất cả thao tác này. Hai đứa trẻ trông thấy sợ đến kinh hồn bạt vía. Lúc này con chó đen đó bỗng quay đầu lại, thấy hai người đang ở trên tường nhìn lén. Nhưng kỳ lạ là nó lại không sủa, trái lại ánh mắt ôn hòa nhìn hai người, tâm thái giống như đang mỉm cười vậy. Nhưng đối với người ta mà nói, nửa đêm canh khuya, trên gương mặt của một con chó đang đứng bằng hai chân lại còn xuất hiện tâm thái như vậy, thay vì nó vừa sủa vừa lao về phía mình, quả thật còn sợ hãi hơn nhiều. Hai đứa trẻ sợ quá hét lên, ngã về phía sau. Mai có hai người ở bên dưới phản ứng mau lẹ, đưa tay ra đỡ lấy. Cả bọn cũng không dám nán lại thêm, nhanh như chớp, người nào người nấy tự chạy về nhà mình. Ngày hôm sau, câu chuyện con chó thành tinh của nhà ông Vương đã mau chóng lan truyền khắp cả làng Bạch Mục, nhất thời khiến lòng người hoang mang. Có người nói con chó đó 8/9 là yêu quái nào đó biến thành, chuyên môn đi hút tinh khí của con người. Hiện giờ, nó đã khống chế ông Vương. Vậy nên, từ sau khi đưa nó về, ông lão này mới trở nên ngày càng quái dị như vậy. Đợi đến khi hút cạn nguyên khí của ông Vương này rồi, e rằng nó cũng sẽ làm hại những người khác nữa. Rất nhiều người ngay lập tức đều tỏ ý tán đồng với cách nói này. Còn bổ sung thêm rằng, hồi đó, con chó này chính là được phát hiện ở giữa sông. Nói không chừng, ngay lúc đầu vốn không phải là con chó, mà chính là quỷ nước chuyên môn hại người. Cũng không biết ông Vương kiếp trước rốt cuộc đã tạo nên ăn nghiệt gì. Ngày càng có nhiều câu chuyện lan truyền, cuối cùng bí thư làng phải đứng ra tự mình dẫn theo mấy người đến nhà ông Vương tìm hiểu ngọn nguồn. Khi mọi người đứng trước cửa nhà ông Vương kêu mở cửa cả nửa ngày trời, ông lão nhất quyết không chịu mở. Bí thư làng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, lớn tiếng nói: nếu còn không chịu mở thì sẽ cho người đến phá cửa. Ông Vương lúc này mới chịu mở cửa,
trên mặt lộ vẻ bực tức khó chịu. Bí thư làng không thèm để ý, trực tiếp dẫn người xông thẳng vào trong nhà tìm kiếm con chó. Nhưng trước sau đảo qua hết mấy lượt vẫn không thấy bóng dáng con chó đen đó đâu cả. Con chó đâu? Bí thư làng hỏi ông Vương. Ông Vương chỉ hừ một tiếng không trả lời. Lúc này con chó đen từ đằng xa chạy đến, trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Phía sau nó còn có một lão hòa thượng đi cùng. Người lanh mắt đã nhìn ra thứ mà con chó đó tha trong miệng giống như một loại thảo dược, và có mấy người cũng đã nhận ra vị hòa thượng hiền từ phúc hậu ấy. Ông chính là vị cao tăng của chùa Cung Vương gần đó, pháp hiệu Huyền Cảnh. Rất nhiều người cũng đã từng tìm đến ông làm pháp sự, thỉnh qua xăm, hỏi qua quẻ, đều rất linh nghiệm. Con chó kia cũng không để ý đến mọi người, ngậm lấy thảo dược đi vào trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hòa thượng Huyền Cảnh bước lên phía trước mấy bước, mỉm cười hợp thập với mọi người, rồi nói: A-di-đà Phật, hãy để lão tăng hóa giải nghi hoặc trong tâm của chư vị thí chủ vậy. Mọi người lập tức im lặng, bình tĩnh lại, nghe vị hòa thượng chậm rãi nói: Vương thí chủ đời trước là đồ tể, từng tạo rất nhiều nghiệp sát, mài thai lúc cuối đời đã làm một việc thiện, vậy nên mới có cơ duyên hôm nay. Tiếp đó, hòa thượng Huyền Cảnh liền kể lại chuyện cũ. Đời trước, ông Vương làm nghề đồ tể, cả đời giết không biết bao nhiêu con vật. Vào cuối đời, một lần ông đang định giết một con chó mực mẹ. Ông ta đã làm đồ tể mấy mươi năm, những chuyện giết chóc này từ sớm đã trở nên vô cảm. Nhưng không biết tại sao, lúc đó khi ông nhìn thấy ánh mắt của con chó mẹ và một chú chó con duy nhất vẫn đang bú trong lòng chó mẹ, bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, nhát dao đó không sao hạ xuống được. Thế là ông dứt khoát thả hai mẹ con chó mực đi. Con chó mực con về sau thành tinh. Từ đó về sau, ông cũng không bao giờ sát sinh nữa. Về sau, Vương Đồ Tể cứ mãi luân hồi trong ác đạo, địa ngục, quỷ đói, súc sinh để hoàn trả nợ nghiệp đã tạo. Tuy mãi đến cuối cùng vẫn được chuyển sinh làm người, nhưng số mệnh lại thiếu thốn tình thân. Bởi vậy, bố mẹ mất sớm, mãi đến lúc 36 tuổi mới lấy được vợ, nhưng cũng chỉ có được 3 năm duyên phận vợ chồng thì vợ qua đời. Con trai của ông, Vương Đại Ngưu, cũng là mệnh phúc bạc. Trong số mệnh hai người vốn cũng chỉ có hai mấy năm duyên phận cha con. Còn con chó mực con năm xưa, cơ duyên đưa đẩy lại tu thành tinh, một lòng không ngừng tìm ông Vương báo đáp ân tình năm xưa đã tha chết cho mẹ con nó. 16 năm trước, nó mới tìm thấy con trai Vương Đại Ngưu, vốn dĩ cậu ta dương thọ đã hết, bởi vậy mới chết đuối dưới nước, chứ không phải do cứu con chó đen mà chết đuối như mọi người vẫn tưởng, mà hoàn toàn ngược lại. Lúc đó con chó đen muốn cứu Đại Ngưu, chỉ là nghiệp lực quá mạnh, không sao cứu được. Cuối cùng thấy Đại Ngưu đã chết, không còn cách nào khác, trong lúc tình thế bất đắc dĩ, chó tinh đành cho đi thân thể của mình, đưa hồn phách của Đại Ngưu nhập vào trong thân xác của mình, còn chó tinh thì xuất hồn khỏi xác. Từ đó, chú chó đen này đã trở thành Đại Ngưu, còn hồn phách của con chó tinh không biết tung tích nữa. Mọi người nghe kể đều kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng ông Vương thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thấy vị hòa thượng này đầu tóc bạc trắng nhưng phong thái thoát tục, tuổi tác xem chừng cũng không ít tuổi hơn mình là bao, cũng không ngăn được hỏi rằng: Cao tăng, ông làm sao biết được chuyện đời trước của tôi và con chó đen này? Vị hòa thượng cười không trả lời, chỉ nói ông Vương vẫn còn 16 năm dương thọ, xin ông hãy tự biết trân quý và bảo dân làng đừng làm ầm chuyện lên nữa. Nói xong liền ung dung bỏ đi. Từ sau chuyện này, ông Vương quả nhiên đã sống 16 năm, vào một buổi sáng tiết trời dễ chịu thì qua đời, sau đó con chó màu đen này cũng mất tích hẳn. Câu chuyện này khiến người ta lĩnh ngộ được thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vậy nên, làm người hãy đối xử tốt với mọi người cũng như những sinh mệnh khác bên cạnh.
câu chuyện này vừa khéo chứng thực một câu nói: nhân gieo của đời trước kết thành quả kiếp này, thành quả kiếp này, thành quả kiếp này, thành quả kiếp này, thành quả kiếp này. Người tu hành với sự tận hiến và sự đam mê không ngừng nghỉ, tìm kiếm sự trọn vẹn và giải thoát từ khổ đau trong cuộc sống. Phúc đức của họ nảy sinh từ việc áp dụng các nguyên lý đạo đức và tu tập vào cuộc sống hàng ngày. Sự giác ngộ và sự hiểu biết là một phần quan trọng khác của phúc đức của người tu hành. Họ khám phá bản chất thực sự của sự tồn tại và hiểu rằng mọi hiện tượng đều tương phản và tạm thời. Bằng cách hiểu rõ sự vô thường và sự không thể kháng cự của thế giới, họ không gắn bó với những điều tạm thời và tìm kiếm hạnh phúc và bình an trong lòng. Hai đứa bé sinh đôi. Trong một ngôi làng ở ngoài thành Xá Vệ, có khoảng chừng 60-70 ngôi nhà tụ lại. Trong số ấy có nhà một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, người chồng phải đi làm thuê cho người khác kiếm ăn. Sau đó, người vợ sinh đôi được hai bé trai, tướng mạo đoan chính, không ai bị kịp. Hai vợ chồng yêu thương hai thằng bé vô cùng, đặt tên cho chúng, một đứa là Sông Đức, còn đứa kia là Sông Phước. Một hôm, người chồng đi chăn trâu chưa về thì người vợ lên núi nhặt củi khô, để hai đứa bé nằm trên giường. Hai đứa bé ở nhà một mình, cùng nhau than vắng thở dài. Một đứa nói: phải chi lúc đầu thời còn tu hành, mình đừng phát những ý tưởng ngu si mà cho rằng đời sống có thể kéo dài, thì có phải bây giờ khỏi bị đọa vào con đường sinh tử luân hồi không? Huỳnh coi, sinh trong cái gia đình nghèo hèn như thế này, ngủ thì ngủ trong rơm rạ, ăn thì ăn rau cải thô thiển, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thân mạng, không biết sau này làm sao mà sống qua ngày đây. Đứa kia nói: hồi trước lầm lỡ có một chút, không chịu tinh tấn tu hành, hôm nay mới gặp khổ nạn, đó là tự mình bê trễ thì tự mình chịu lấy, bây giờ chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ còn gì để nói năng nữa. Hai đứa bé đang cùng nhau tâm sự, nói ra những lời phiền não trong lòng, thì cha mẹ chúng vừa về tới và cũng nghe thấy hết. Hai đứa bé mới sinh sắp đầy tháng mà đã biết nói chuyện, làm cho họ sửng sốt, nghi rằng đây là quỷ quái sinh vào nhà họ, nên họ bàn với nhau là đem hai đứa bé ấy mang đi giết. Người cha lập tức ra ngoài đi nhặt củi, người mẹ liền hỏi: ông tính làm gì vậy? Chồng bà trả lời: tôi muốn đem chúng đi thiêu để dứt tuyệt hậu hoạn. Người vợ nghe như thế trong lòng sầu muộn, tìm đủ cách ngăn chặn chồng mình. Ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng đi ra ngoài, Sông Đức và Sông Phước lại thở than với nhau y như hôm trước. Thấy thế, hai vợ chồng bèn quyết tâm trừ khử chúng đi, nên cùng mang củi về nhà chất thành một đống, sửa soạn ném con vào lửa để không bị phiền não về sau. Đức Phật có thiền nhãn nên biết được điều này, bèn hiện thân trong làng, hào quang chiếu cả ngàn dặm, núi, sông, cây, rừng, tất cả đều phủ lên ánh sáng hoàng kim. Đức Phật đến trước nhà hai đứa bé sinh đôi. Đứa bé thấy hào quang của Ngài, bèn quơ tay múa chân, tỏ vẻ hết sức mừng rỡ. Cha mẹ chúng thấy thế rất đổi kinh ngạc, mỗi người ôm một đứa bé đến trước Đức Phật thỉnh ý: Thế Tôn, hai đứa bé này sinh ra chưa đầy tháng mà đã biết mở miệng nói chuyện, thật là không sao hiểu nổi. Thế Tôn, chúng còn phải làm sao đây, làm sao với chúng nó đây? Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật thấy hai đứa bé tỏ lộ sự hân hoan khôn cùng khi gặp được Ngài, thì mỉm cười, miệng phóng ra ánh sáng năm màu mà nói: hai đứa bé này không phải là yêu quái đầu thai, mà là hai đứa bé rất có phước đức. Và Đức Phật kể cho họ nghe nhân duyên quá khứ như sau: lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế thì hai đứa bé này đã là Sa Môn. Hai đứa bé lúc nhỏ đã chơi với nhau rất thân, tâm đầu ý hợp nên cùng nhau xuất gia học đạo. Hai người tu hành rất chuyên cần, tinh tiến, thì ngay cái sát na sắp chứng đạo, đột nhiên tà kiến khởi dậy, vì thế mà bị đọa lạc, không thể giải thoát được. Họ trầm luân trong bể khổ sanh tử thật lâu. Đời nào kiếp nào cũng sinh ra làm anh em sinh đôi. Sinh ra lần này do bởi đã từng cúng dường Như Lai và nghiệp tội cũng vừa hết, nên phải được độ hóa. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để độ hai người này.
hai vợ chồng nghe lai lịch của hai đứa bé xong, mừng rỡ vô hạn, tự nguyện sẽ hết lòng nuôi dạy chúng cho đến khôn lớn. Đức Phật đến cứu hai đứa bé này là vì chúng đã từng có quan hệ phúc đức với Ngài. Vì thế, dầu tu không chứng quả được trong một đời, nhưng phúc đức của người tu hành không hề mất, tài ương sẽ tự nhiên biến thành cát tường. Một trong những phúc đức quan trọng của người tu hành là lòng từ bi và lòng biết ơn. Bằng cách áp dụng tình yêu thương và lòng nhân ái vào hành động của mình, họ đem lại sự giúp đỡ và chia sẻ với những người xung quanh. Họ không chỉ nhìn thấy nỗi đau và khổ đau của thế giới, mà còn hành động để giảm bớt nó. Bằng cách thể hiện lòng biết ơn với mọi sự tồn tại, từ những điều nhỏ bé như là cơn gió thoáng qua, rồi đến những món quà lớn lao của cuộc sống, người tu hành trân trọng mọi thứ và sống trong tình thương và sự biết ơn. Sự giác ngộ và sự hiểu biết là một phần quan trọng khác của phúc đức của người tu hành. Họ khám phá ra bản chất thực sự của sự tồn tại và hiểu rằng mọi hiện tượng đều tương phản và tạm thời. Bằng cách hiểu rõ sự vô thường và sự không thể kháng cự của thế giới, họ không gắn bó với những điều tạm thời và tìm kiếm hạnh phúc và bình an trong lòng. Cuối cùng, phúc đức của người tu hành nằm trong việc phát triển các phẩm chất như lòng chân thành, kiên nhẫn, sự kiểm soát bản thân và sự tha thứ. Họ tu luyện để trở thành những người có lòng nhân từ và sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Bằng cách kiểm soát tâm trí và cảm xúc, họ tránh những hành vi tổn hại và sống một cuộc sống đúng đắn. Ăn ốc bị quả báo sau 20 năm nhờ chân thành tụng kinh sám hối hết bệnh. Tôi tên Thùy Hương, sinh năm 1980, pháp danh Diệu Lan. Hiện tôi đang sống ở đường Phú Mỹ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chia sẻ cùng các bạn trải nghiệm nhân quả của chính bản thân mình. Một số bạn có thể cho đó là chuyện khó tin, nhưng với tôi đó là sự thật, là một trải nghiệm hết sức quý giá. Từ năm học cấp 2, khi chưa có duyên biết đến Phật Pháp, tôi rất thích ăn ốc. Mỗi ngày tôi đều ghé qua hàng ốc ăn vài dĩa. Tôi cứ vậy mà ăn suốt gần 10 năm. Số ốc tôi ăn, theo tôi nhẩm tính, khoảng trên dưới 1,5 tấn. Một con số quả thật kinh hồn, phải không các bạn? Nhiều năm sau, khi nhân duyên chín mùi, có rất nhiều phiền não, buồn khổ đến với tôi. Lúc đó tôi chỉ biết cầu xin Đức Phật cho tôi vượt qua kiếp nạn mà thôi. Khi ấy, có một chị Phật tử đã nói với tôi rằng: "Em đọc chú Đại Bi đi, cái gì cầu xin cũng sẽ được mãn nguyện." Tôi liền nghe lời và đọc chú Đại Bi hàng ngày. Và rồi một lần nữa, nhân duyên lại đưa đẩy, khiến cho tôi gặp được Kinh Địa Tạng. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy quyển kinh này thật là thân quen từ cái nhìn đầu tiên. Tôi liền thỉnh về kỳ tụng. Tôi kỳ tụng khoảng được một vài cuốn. Hôm nọ, tụng đến đoạn viết về sát sanh hại mạng. Tôi bỗng rùng mình khi tôi nghĩ đến việc tôi đã ăn quá nhiều ốc. Ngay lúc đó, tôi đã chân thành dập đầu sám hối tất cả dòng họ nhà ốc đã bị tôi ăn thịt. Tôi không biết đã sám hối bao lâu, nhưng quả thật tâm tư lúc đó rất chấn động và tôi thấy hối hận thật nhiều. Kể từ hôm đó, tôi không dám ăn ốc nữa. Mỗi ngày tôi đều kỳ tụng Kinh Địa Tạng và sám hối với những con ốc mà tôi đã ăn. Khi sám hối được vài ngày, có một đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ mà cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn rất sợ. Tôi mơ thấy tôi vào một căn nhà ẩm thấp, có hàng ngàn đôi mắt nhìn tôi căm phẫn. Định thần nhìn kỹ lại thì ôi thôi, bao nhiêu là ốc, ốc cha, ốc con, ốc cháu, tất cả đều nhìn tôi với đôi mắt căm hận. Tôi quá sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong mơ vẫn có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin thành tâm sám hối với tất cả các vị. Tôi niệm nhiều lần và giấc mơ kết thúc. Sáng ra tỉnh dậy, thật lòng mà nói tôi vẫn còn rất sợ. Do vậy mỗi ngày tôi đều sắp xếp thời gian để trì tụng Kinh Địa Tạng và luôn luôn hồi hướng cho loài ốc. Cũng không bao giờ quên chân thành sám hối với chúng. Tôi cứ trì tụng và sám hối như vậy, mãi cho đến một ngày tôi có một giấc mơ.
tôi lại thấy đi vào căn nhà ẩm thấp lúc trước. Nhưng lần này, khi bước vào, tôi cảm giác căn phòng ấy ấm áp. Cũng có hàng ngàn đôi mắt nhìn mình. Khác lần trước là những đôi mắt đó đầy vẻ yêu thương. Tự dưng trong lòng cảm thấy vui, tôi cũng niệm Phật và sám hối trong giấc mơ như lần trước. Bỗng đầu, tôi nghe như có tiếng nói, đủ rồi. Tiếng nói ấm, trầm và chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy mà thôi. Trong mơ, tôi thấy có những con ốc như bay lên. Không biết bay đi đâu, nhưng nhìn chúng rất là thư thái. Khi tỉnh lại, tôi cảm nghĩ chắc có lẽ do lòng tha thiết sám hối, nên đã cảm hóa được mối hận thù của dòng họ ốc rồi. Do đó vài bữa sau, tôi không sám hối nữa. Chuyện tôi sám hối và mơ về dòng họ nhà ốc cũng khá lâu rồi. Sau đó, tôi tuyệt nhiên không mơ thấy ốc một lần nào nữa. Nhưng cho dù đã chân thành sám hối, đã được sự tha thứ, tuy vậy, dự báo phần nghiệp còn sót lại vẫn sẽ đến với tôi. Khoảng tháng 2 năm 2017, khi tôi sinh em bé thứ hai được 8 tháng, thì tôi bị nổi mề đay. Ai đã từng bị nổi mề đay thì chắc cũng hiểu nó ngứa ngáy và khó chịu như thế nào. Người ta gọi là nổi mề đay sau sinh, khoảng 1 tháng là hết. Ban đầu tôi cũng nghĩ là 1 tháng hết cũng chẳng sao, kệ không quan tâm. Nhưng lạ một điều là tôi bị nổi ngày càng nhiều và ngày càng ngứa khó chịu hơn. Lúc đầu tôi bắt đầu mua thuốc uống và tốn khá nhiều tiền. Tuy nhiên nếu uống thuốc thì mề đay lặn, bỏ thuốc thì nó lại mọc lên nhiều hơn. Mề đay nổi khắp người, nổi cả lên cổ, trên mặt. Quả thật rất là khó chịu. Tôi uống thuốc nhiều tháng như vậy nhưng vẫn rất vô tư vì nghĩ chắc mề đay sau sinh nó vậy. Cho đến một buổi tối hôm ấy, tôi chưa kịp uống thuốc, tới giờ nổi mề đay. Tự dưng tôi nhìn kỹ những nốt mề đay. Các bạn biết tôi đã thấy gì không? Tôi thấy chúng giống như những con ốc đang bám vào da mình. Chúng bám theo đàn. Vì theo đạo Phật được ít lâu, có hiểu biết sơ sơ về nhân quả, nên tôi biết đó chính là quả báo đang đến với mình. Kể từ hôm đó, tôi bỏ không uống thuốc trị mề đay nữa. Tôi để cho nó nổi thoải mái, không gãi, không bực bội, không oán trách. Mỗi lần mề đay nổi lên là tôi lại vuốt ve, vỗ về và tâm tình với nó như hai người bạn. Tôi nhủ thầm, bấy lâu nay các bạn chịu nhiều đau khổ rồi, thôi thì xem như tôi xin chuộc tội với các bạn vậy. Nói thật, trước đó nếu ngày nào tôi không uống thuốc mề đay để lặn mề đay, thì thật là khủng khiếp, nó ngứa kinh khủng, cả người bứt rứt. Vậy mà từ khi nhận thấy hình những con ốc nổi lên trên người mình, tự dưng tôi xem như đang trả quả báo. Tôi chấp nhận như một điều đương nhiên, thậm chí vui vẻ trả nữa là đằng khác. Kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện. Sau gần một tháng chịu đựng và tỉ tê sám hối, bỗng đầu các nốt mề đay không còn xuất hiện nữa, dần dần hết hẳn. Tôi cũng không nhớ và không biết từ khi nào tôi không còn bị những nốt mề đay gây ngứa nữa. Từ khi ăn ốc cho đến khi nhận quả báo là khoảng hơn 20 năm, tôi đã trả quả ngay trong đời này. Nhờ cơ duyên đến với Phật Pháp, lòng thành tâm sám hối mà có lẽ quả báo nặng hóa nhẹ. Đây chính là sự nhiệm màu mà chỉ có ai đã từng trải nghiệm qua mới hiểu được. Nếu như còn vô minh, trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp sau, không biết tôi sẽ phải trả quả nặng như thế nào. Tội bất hiếu là một trong những tội lỗi nghiêm trọng trong Phật Pháp. Trong triết lý Phật giáo, bất hiếu được coi là sự thiếu trách nhiệm và tôn trọng đối với cha mẹ và những người đã sinh thành chúng ta. Tội bất hiếu là hành vi không biết ơn và thiếu sự chấp nhận với cha mẹ. Nó có thể bao gồm sự xem thường, đối xử tàn nhẫn, hoặc không chú trọng đến nhu cầu và mong muốn của cha mẹ. Khi chúng ta không thể hiểu và chấp nhận sự quan tâm và tình yêu của họ, chúng ta đang vi phạm nguyên tắc cơ bản của Đạo Phật. Nghiệp quả của tội bất hiếu. Lúc Đức Như Lai ở thành Xá Vệ, có người Bà La Môn kiếm sống bằng nghề ăn xin. Cuộc sống gia đình hết sức túng thiếu, khốn khổ. Do đó, vợ ông cũng thường xuyên phải đi xin ăn. Sau đó, người vợ mang thai.
Song kỳ lạ hết sức, từ ngày đứa bé bắt đầu hình thành trong bụng của bà, suốt ngày bà chẳng xin được thứ gì cả. Sau 9 tháng, bà sinh ra một đứa con trai, không những vừa ốm vừa xấu xí, lại còn bị gù lưng, nên cha mẹ liền đặt tên cho đứa bé là Tiểu Đà Bối. Chỉ mấy ngày sau khi sinh, do nhân duyên nghiệp lực hiện tiền, dòng sứ ngọt trong người mẹ cậu bỗng nhiên bị cạn khô, do đó phải dùng sữa bò cho cậu bú, song cũng rất khó xin được sữa. Nhưng vì thân này là thân cuối cùng để thọ nghiệp của cậu ta, nên khi chưa trả hết nghiệp báo thì sẽ không thể chết. Vì vậy, cha mẹ vẫn cố gắng gượng để chăm sóc, nuôi nấng cậu ta lớn lên trong cảnh dở sống dở chết như thế. Khi cậu đã khôn lớn, một hôm cha cậu bảo, gia đình mình sinh sống bằng nghề ăn xin, xưa nay hết sức vất vả rồi. Bây giờ con đã lớn, cũng nên bắt đầu đi xin ăn. Thế là Tiểu Đà Bối bắt đầu tự mình đi xin ăn. Nhưng do nghiệp lực, cậu thường xuyên chẳng xin được thứ gì. Mỗi khi đói đến lã người mới miễn cưỡng xin được ít thức ăn, chỉ là đủ để duy trì chút hơi tàn. Cả thể xác và nội tâm đều thống khổ vô cùng. Sau đó, cậu dần dần phát khởi niềm tin đối với giáo pháp giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Sau khi được cha mẹ đồng ý, cậu theo một thầy tỳ kheo xuất gia thọ giới. Sau khi xuất gia, mấy ngày đầu cậu cùng đi khất thực chung với thầy, cuộc sống cũng tạm tạm. Nhưng qua một thời gian, vị thầy liền bảo cậu đi hóa duyên một mình. Thế là Tiểu Đà Bối bắt đầu thực hành phương thức sinh hoạt của một tỳ kheo thực thụ. Có khi cùng đi thọ nhận cúng dường với chúng tăng, có khi vào thành hóa duyên một mình. Nhưng dù Tiểu Đà Bối có đi thọ cúng cùng với chúng tăng, cũng thường không có đủ thức ăn, trong khi các thầy tỳ kheo khác lại được ăn uống đầy đủ. Có khi đến lượt Tiểu Đà Bối nhận cúng thì cũng vừa đúng lúc thức ăn của thí chủ không còn, hoặc nếu không như vậy thì lại gặp lúc thí chủ có việc gấp phải đi. Đến chừng trở lại thì Tiểu Đà Bối đã đi qua, thí chủ mới tiếp tục cúng dường cho các tỳ kheo phía sau. Nói chung, trong số chúng tăng thì tỳ kheo Tiểu Đà Bối là vị có cuộc sống khốn khổ nhất. Nhiều thầy tỳ kheo biết được tình trạng như vậy, rất thương xót, bèn đến thỉnh vấn Đức Như Lai. Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Tiểu Đà Bối thường không xin được thức ăn. Có khi các thầy tỳ kheo trước hay sau đều được đầy đủ, song chỉ sót lại riêng mình thầy. Vậy nên phải làm như thế nào? Khi ấy, Đức Như Lai liền chế định thêm một điều luật rằng, khi cùng đi thọ nhận cúng dường, nếu thầy tỳ kheo phía trước chưa được thức ăn, thì tỳ kheo phía sau không được thọ nhận đồ cúng. Mặc dầu như vậy, tỳ kheo Tiểu Đà Bối vẫn thường không xin được thức ăn. Mỗi khi vào thành hóa duyên, thường phải ôm bát không trở về. Sau đó có hôm, thầy quét dọn hương thức của Đức Thế Tôn. Hai ngày đó, thầy được ăn đầy đủ, thân thể cũng khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Thầy nhân đó liền phát tâm dũng mãnh tinh tấn, tức khắc đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả vị A-la-hán. Song dù thầy đã chứng đắc quả A-la-hán, nhưng cũng vẫn phải lãnh thọ nghiệp báo đời trước còn sót lại. Thầy thầm nghĩ, hay là ngày nào mình cũng quét dọn giảng đường, cuộc sống có thể tốt hơn một chút. Nghĩ là làm, thầy liền đến nơi giảng kinh của Đức Thế Tôn. Rủi thay, ngày hôm đó đã có một vị tỳ kheo khác quét dọn trong ngoài giảng đường sạch sẽ rồi. Thầy đành phải đắp y ôm bát vào thành hóa duyên, nhưng chẳng được gì cả. Ngày hôm sau, thầy cầm chổi đi đến điện đường rất sớm. Ai ngờ cũng có một vị tỳ kheo quét sạch điện đường rồi. Thầy đành phải quay gót trở về. Sau khi trở về, nghe nói trưa nay có vị đại thí chủ sẽ cúng dường Đức Như Lai và chúng tăng, thầy định bụng sẽ được cùng dự cúng. Nhưng ngờ đâu thí chủ có việc gấp phải cúng dường trước thời gian đã định. Vì tỳ kheo Tiểu Đà Bối đang ngồi thiền nên không hay biết.
Khi Đức Như Lai thọ cúng xong, thí chủ cũng tức tốc ra về. Hôm đó Tiểu Đà Bối lại chẳng có gì để ăn. Ngày thứ ba, thầy đặc biệt cầm chổi đến điện đường thật sớm. Vừa đến nơi, đã thấy có một thầy tỳ kheo đang quét. Thầy chỉ còn cách vác chổi trở về. Thầy A Nan biết đã ba ngày rồi, thầy Tiểu Đà Bối vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng. Do đó, giới thiệu cho thầy một vị thí chủ. Tới trưa, cứ việc ôm bát đến nhận cúng. Nhưng gần đến giờ thì vị thí chủ ấy lại có việc phải giải quyết gấp, vội vội vàng vàng ra đi. Quên dặn lại người nhà về việc trưa nay sẽ có một thầy tỳ kheo đến nhận cúng. Do đó, lúc thầy Tiểu Đà Bối đến hóa duyên, chẳng có ai để ý đến thầy cả. Thầy A Nan vào thành hóa duyên trở về. Nghe nói A-la-hán Tiểu Đà Bối vẫn chưa ăn gì. Thầy thương quá, liền đến bên an ủi. Không nên lo lắng, ngày mai chính tôi sẽ cúng dường cho thầy. Sáng sớm ngày thứ tư, thầy A Nan ôm hai bát vào thành khất thực. Khi hóa duyên đã đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn một bát thì mang về cho thầy Tiểu Đà Bối. Nhưng lúc đi đến rừng Kỳ Đà, đột nhiên có rất nhiều chó hoang nhảy sổ ra, chồm lên xô đổ và ăn sạch thức ăn ở trong bát. Thầy A Nan bất ngờ không biết phải làm sao, đành ôm bát không trở về. Thầy A Nan thầm nghĩ, giả sử mình đi hóa duyên tiếp thì về đến nơi cũng đã quá ngọ. Quá ngọ thì A-la-hán sẽ không ăn. Như vậy thầy Tiểu Đà Bối vẫn không có cơm ăn. Thầy Mục Kiện Liên nghe nói đã 4 ngày rồi mà thầy Tiểu Đà Bối vẫn chưa có gì để ăn. Trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng, cũng muốn giúp thầy ấy hóa duyên. Ngày thứ 5, thầy Mục Kiện Liên cũng mang hai bát vào thành hóa duyên. Khi nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn một bát thì mang về. Nhưng về đến vườn Kỳ Đà thì đột nhiên xuất hiện một bầy quả, nhanh như chớp sa xuống ăn sạch cơm trong bát. Thầy Mục Kiện Liên tự nghĩ, nếu vào thành hóa duyên tiếp, khi về đến cũng quá ngọ. Thầy đành ôm bát không mà trở về. Như vậy, thầy Tiểu Đà Bối vẫn chẳng có gì để ăn. Thầy Xá Lợi Phất nghe nói thầy Tiểu Đà Bối chịu đói đã 5 ngày rồi, liền đến chia sẻ, dự định ngày mai sẽ đi hóa duyên cho thầy. Ngày thứ 6, thầy Xá Lợi Phất cũng ôm hai bát vào thành hóa duyên, nhận đầy hai bát. Thầy dùng một bát, còn bát kia thì mang về. Nhưng vừa đến rừng Kỳ Đà, do nghiệp lực của thầy tỳ kheo Tiểu Đà Bối quá nặng, nên lại xuất hiện một bầy phi nhân giật bát chạy đi. Trong nháy mắt chẳng còn thấy đâu cả. Thầy Xá Lợi Phất thấy đi hóa duyên tiếp cũng đã quá ngọ, đành ôm bát không trở về. A-la-hán Tiểu Đà Bối vẫn không có gì để ăn. Thầy Xá Lợi Phất lại an ủi, bất luận thế nào, ngày mai nhất định tôi sẽ cúng dường cho thầy. Hôm sau đã là ngày thứ 7, Tiểu Đà Bối phải nhịn đói. Thầy Xá Lợi Phất lại vào thành hóa duyên. Khi đã nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn bát kia thì mang thẳng đến liêu của tỳ kheo Tiểu Đà Bối. Nhưng khi ấy đột nhiên toàn bộ cửa đều bị đóng kín, không thể nào vào được. Thầy Xá Lợi Phất liền vận thần thông hiện vào, đánh thức thầy Tiểu Đà Bối dậy rửa mặt thọ cúng. Nhưng thầy Tiểu Đà Bối vừa đưa tay ra, bát liền rơi xuống đất, rồi rơi thẳng xuống kim cang đại địa. Thầy Xá Lợi Phất tức khắc vận thần thông lấy bát lên, rồi đưa cho thầy Tiểu Đà Bối ăn. Nhưng miệng thầy Tiểu Đà Bối bỗng dưng ngậm cứng lại, làm cách gì cũng không há ra được. Thầy Xá Lợi Phất lại tiếp tục hiện thần biến, muốn làm cho miệng thầy Tiểu Đà Bối há ra, song cũng đành bất lực. Qua một lúc giằng co, mặt trời đã hơi chết bóng, qua khỏi giờ ngọ. Lúc này theo giới luật thì vị tỳ kheo không được ăn gì cả. Miệng thầy Tiểu Đà Bối lại mở ra được như bình thường. Thầy Xá Lợi Phất đành chịu thua, liền hỏi thầy Tiểu Đà Bối xem có cần gì khác không. Thầy Tiểu Đà Bối đáp, tôi khát nước, xin cho tôi một chút nước. Thầy Xá Lợi Phất mang đến một bát nước, nhưng do nghiệp lực liền có rất nhiều phi nhân hiện ra, lấy tro bỏ vào bát nước thành bát nước tro. A-la-hán Tiểu Đà Bối biết đây là nghiệp chướng đời trước của mình, bèn an nhiên uống vào một hớp nước tro.
sau đó hiển thị thần biến mưa đá, sấm chớp, rồi nhập niết bàn. Chư tỳ kheo đem nhục thân của thầy xây tháp cúng dường. Sau đó, chư tỳ kheo đến thỉnh vấn đáp Như Lai. Kính bạch Đức Thế Tôn, thầy Tiểu Đà Bối trước đây từng gây tạo ác nghiệp gì mà trong suốt 7 ngày, dù chúng tỳ kheo thánh tăng đã cố hết sức cũng không thể cứu được. Hơn nữa, tuy là thánh tăng A-la-hán nhưng lại nhập niết bàn trong trạng thái đối khác. Ngưỡng mong Đức Như Lai từ bi nói rõ nhân duyên cho chúng con được rõ. Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi nói: Đây đều do sự chiêu cảm nghiệp lực đời trước của ông ấy. Tất cả nghiệp lực của chúng sinh đều không thành thục ở bên ngoài đất, nước, gió, lửa, mà thành thục ngay trong thân tâm của mình. Do đó nên nói rằng, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp lành, dữ đã tạo ra, đều không mất, chỉ chờ hội đủ nhân duyên là phải tự nhận lấy quả báo. Rất lâu xa về trước, có hai vợ chồng thí chủ kia đều hoan hỷ bố thí rộng khắp. Sau khi con của họ lớn lên, người chồng qua đời, vợ ông tiếp tục làm công việc bố thí. Song người con không đồng ý, nhiều lần phản đối mẹ. Lúc cha còn sống thường hay bố thí đã quá nhiều rồi, chúng ta không được tiếp tục làm như vậy nữa. Mẹ không được mang tài sản trong nhà ra cho người khác. Song người mẹ vẫn phát tâm bố thí rộng khắp như cũ. Vì thế người con trai rất tức giận. Một hôm anh ta tàn nhẫn nhốt mẹ vào trong phòng, không cho bà ăn gì cả, cũng không cho uống, dự tính để cho bà phải chết đói. Mặc dầu người mẹ van xin khẩn cầu đến 3 lần, song anh vẫn không cho bà một hớp nước, miếng cơm, cũng không thả cho bà ra ngoài. Cứ như vậy liên tục đến 7 ngày. Khi ấy, những người bà con, bạn bè của người mẹ nghe biết được chuyện động trời này liền kéo đến nhà để trách mắng, buộc lòng anh ta phải thả mẹ mình ra. Lúc này, người mẹ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Những người trong thân tộc liền hỏi bà: "Bây giờ bà cần gì không?" Người mẹ gắng gượng nói: "Tôi muốn uống một hớp nước." Người con trai nghe vậy liền nghĩ: "Nếu bỏ cho vào nước, bà ấy uống vào nhất định sẽ chết ngay." Nghĩ là làm, anh ta liền bỏ cho vào nước uống của mẹ. Người mẹ vừa hớp vào liền ngạt thở và qua đời. "Này các tỳ kheo, người con bất hiếu lúc đó này chính là Tiểu Đà Bối. Bởi ông ấy đã từng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để sát hại mẹ, nên đã bị đọa vào địa ngục đến 100 ngàn kiếp. Và khi chuyển sinh đến bất cứ nơi nào cũng đều sẽ bị chết đói. Tuy đời này là thân cuối cùng, không còn phải luân hồi sinh tử nữa, nhưng vẫn phải uống một hớp nước cho rồi mới nhập niết bàn. Ngoài ra, cũng trong hiền kiếp này, lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 20 ngàn tuổi, có 2 người con sinh đôi của một vị thí chủ. Khi lớn lên, cả 2 đều sinh khởi niềm tin lớn vào giáo pháp của Đức Ca Diếp Như Lai, nên cùng phát tâm xuất gia, trở thành đại pháp sư, được rất nhiều người cung kính cúng dường. Trong 2 anh em này có một người tâm địa thuần thiện, thường đem những thứ mình có cúng dường lại cho chúng tăng, nhất là thường xuyên cúng dường những vị xuất gia có cuộc sống tương đối khốn khó. Còn người kia không những không sinh tâm tùy hỷ mà còn hết sức phản đối: "Thầy không nên cúng dường tất cả những gì chúng ta có cho chúng tăng." Vị pháp sư thuần thiện liền khuyên: "Anh em chúng ta có cuộc sống sung túc, trong khi đó có rất nhiều vị tăng phải sống trong khốn khó. Vậy hy làm người xuất gia đầy đủ tâm từ bi, có lý do gì mà không phát tâm cúng dường bố thí?" Vị kia phản đối không kết quả, không còn biết nói sao nữa, liền nghĩ ra kế khuyên thầy tỳ kheo thuần thiện cùng mình đi hoằng pháp ở nơi khác. Thế là tăng chúng không còn ai cúng dường, cuộc sống trở nên khốn khó. Họ bèn cử người đến thỉnh 2 vị đại pháp sư trở về. Sau khi vị pháp sư có tâm hẹp hòi nghe xong, liền tức giận mắng chửi thậm tệ: "Chúng tăng vì muốn được chúng tôi cúng dường mà lẫn trốn đến nơi khác cũng không chịu buông tha.
ta nguyền rủa các ông suốt ngày chẳng có gì ăn uống, cho đến khi phải đói khát như ngạ quỷ. Vị pháp sư thuần thiện nghe như vậy liền khuyên can: thầy không nên ác khẩu chửi mắng chúng tăng như vậy, hãy thành tâm sám hối đi. Chính vị kia sau khi nói ra lời như vậy rồi cũng thấy mình không phải, do đó sinh tâm vô cùng hối hận. Trước khi chết, thầy tha thiết phát nguyện sâu xa rằng: do nhân lành tu tập trong suốt đời này, xin nguyện cho nghiệp xấu ác khẩu mắng chửi tăng chúng của con sẽ không thành thục. Lại nguyện cho sau này được xuất gia, sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Sinh tâm hoan hỷ, chứng đắc quả vị A-La-Hán. Vị pháp sư hẹp hòi lúc đó, này chính là tỳ kheo Tiểu Đà Bối. Do quả báo ác khẩu mắng chửi tăng chúng, ông phải chịu hậu quả 500 kiếp chuyển sinh, làm quỷ đói. Sau đó, dù chuyển sinh vào bất cứ cảnh giới chúng sinh nào, cũng đều phải chịu nghiệp chết đói. Song nhờ nghiệp lực phát ra trước khi chết, mong muốn được xuất gia, sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, chứng đắc quả vị A-La-Hán. Nên trong đời này, Tiểu Đà Bối đã sinh khởi tâm hoan hỷ với Đức Như Lai và giáo pháp giải thoát. Sau khi xuất gia lại phá trừ được phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả vị A-La-Hán. Đức Phật kể xong nhân duyên nghiệp quả của tỳ kheo Tiểu Đà Bối, tất cả chư tỳ kheo đều sinh khởi niềm tin thanh tịnh vào giáo lý nhân quả. Nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ phạm vào các điều ác, luôn tinh tấn tu tập hết thảy các điều lành.